lễ viếng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình. 13 giờ hôm nay 31 tháng 3, lễ viếng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình bắt đầu diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên, nguyên phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các bộ, sở, ngành địa phương đã có mặt đưa tiễn. Ông Lê Hòa Bình sinh ngày 1 tháng 4 năm 1970 tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Linh cữu quan tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng lúc 13 giờ ngày 31 tháng 3. Lễ truy điệu lúc 7 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4. Lễ di quan lúc 8 giờ ngày 2 tháng 4 an táng tại Nghĩa Trang, thành phố, thành phố Thủ Đức. Ông Lê Hòa Bình từng được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, 2017, huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh và nhiều bằng khen của Bộ, ngành Trung ương. Sáng 29 tháng 3, trên đường đi công tác, ông Lê Hòa Bình gặp nạn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương vào khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày. Thời điểm đó, tài xế Nguyễn Quang Vinh lái xe ô tô chở ông Lê Hòa Bình và một người khác đi theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Khi đến địa phận huyện Biến Lức, Long An, xe nổ lốp sau và bị lật ngang. Cả ba người trên xe bị thương nặng. Ông Lê Hòa Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị thương quá nặng, khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim, ngưng thở nên ông Bình đã không qua khỏi. Nhắc đến ông Lê Hòa Bình, đa số bạn bè, đồng nghiệp đều dành cho ông những lời lẽ chiều mến như quyết đoán, dám làm, uy tín, tình cảm, người có trước có sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.